Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ, con chào cả lớp ạ. À, xin chào. Dạ, con thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ sư Tinh Tuệ. Dạ. Dạ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lãnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame cha rupe giri sikharata te chan ta likhe vi mane vi pe rat te cha game ta ruane gahane ye hawat thum hi khét tê bùm ma cha yàn tu đề hòa cha la tha la vi sa mê yak kha ga an tháp ba na ga thịt thàn ta sàn thị kê yàng mu ni wa ga wa cha năng sa tha vô mê su nàn tu thầm mắt sa wa na ka lô a yàm pha đàn ta Thammasavanakalo ayam padanta Thammasavanakalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vicca chana sampanno sugato loka vidu Anuttaro burisa dhammasa rati
tha de qua manu sa nang bút thô ba ga wa di na ti me sa ga nang an nhang bút thô me sa ga nang wa rang e te na san cha wat chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng ba đa pâm sum wa ru ta măng bút thê yô kha li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma măng xoa kha tô pha ga wa ta thăm mô san đi thi cô a ka li cô e hi pa si cô ô pa na yi cô pat chát tăng quê đi tập bộ quyên nhu hi thi nát thi mê sa ga năng anh nhăn thầm mô mê sa ga năng quá răng ê tê na sắp cha quát chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng quá răng thầm mê vô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma măng Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Uccupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yuga Niatta Purisa Pugala ê sa pha ga wa to sa wa ca sang kho a hu nay yo ba hu nay yo đắc khi nay yo an cha li ca ga ni yo anut ta rang bun nhạc khe tăng lô ca sa ti na ti me sa ga năng an nhang sang kho me sa ga năng wa rang ê tê na san cha wat chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng sang khanh cha đuôi thót ta măng sang khê vô kha li tô đô sô sang khô ca ma tu tăng ma măng hoàn đà mi chê ti văn sắp bằng sắp bát tha nê su bát tít ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ tinh bút pha ru bằng sa ca lăng sa đa sam bút thê át tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê bằng cha sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hăng tê sang thầm nành cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara nupa we na hantwa sabbe upap na we aneka antaraya piwina samtua se sato sambutte pancha panya sancha chatuihi sati sahat sake dasa sata sahasa ninama nisirasa aham te sang tham lanh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na ham toa sap de u pa da we a ne ca an ta ra ya ti wi na san tu a se sa to sam bút thê na bút ta ra sa tê áp ta chát ta li sa sa ha sa kê vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hăng tê sang tham manh cha sang thanh cha a da rê na na ma mi hăng na ma ka ra nu pha vê na ham toa sap đề u pap đa vê a nê ca Antaraya piwinasam tu ase sato Sabde purati maya disaya satta avera Sukhi hontu sabde purati maya anudisaya satta Avera sukhi hontu sabde dakhinaya disaya satta Avera sukhi hontu sabde bề đắc khi na ya anu di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề bất chi ma ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề bất chi ma ya anu di sa ya sát
ta a về ra su khi hòn tu sắp bề út ta ra ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp bề út ta ra ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp bề u pari ma ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp Đề hết khi mà ya đi xa ya sát ta A về ra su khi hòn tu sắp Đề sát ta A về ra hòn tu su khi ta hòn tu nít Đúc khà hòn tu áp gia tách cha hòn tu a ni khà Hòn tu đi khà du khà Hòn tu a rô gà Hòn tu sâm phát Tì hi sa nít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha lan tu đúc kha pa ta cha ni đúc kha pa ya pa ta cha ni pa ya so kha pa ta cha ni so kha hom tu sap de pi pa ni no akasattha cha kummattha devanaga mahittika Bun nhân nô anu mô đàn tu chi lăng ra khan tu sa sa năng A ca sát tha cha phụng mát tha Đề hoa na ga ma hi thi ca Bun nhân nô anu mô đàn tu chi lăng ra khan tu nô ga ru A ca sát tha cha phụng mát tha Đề hoa na ga ma hi thi ca Bun nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phun mát tha đề hoa na ga ma hít thi ca Bun nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sát tha cha phun mát tha đề hoa na ga ma hít thi ca Bun nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra khan tu nô sa đa y đăng wa ta nô bun nhân a sa wa kha ya wa hằng hồ tu a na ga tê ca lê sa thú sa thú dạ thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Sang Khai Giả. Xin chào các học viên. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu tiếp ở trong phần lộ trình tâm, phần học chi tiết của bài đầu tiên sang phần khái quát. Thì hôm trước khi mà đề cập đến lộ trình tâm của môn, chúng ta có nói về việc thời của lộ trình tâm của môn, tức là có hai thời. Một đó là lộ trình tâm của môn thời Bình Nhật và lộ trình tâm của môn thời Cận Tử. Thời Bình Nhật được kể từ sau sắc na tâm tục sinh rồi cho đến trong đời sống hàng ngày, thì cho đến khi nào mình viên tịch cái lộ trình tâm cuối cùng, thì cái lộ trình tâm đó thì gọi là lộ ngũ môn cận tử. Còn ở trong đời sống mình thông thường là mình sử dụng lộ trình tâm ngũ môn thời Bình Nhật, bởi xem bởi lộ trình tâm ý môn. Sau này chúng ta sẽ học thêm cái phần lộ trình tâm ý môn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về lộ trình tâm ngũ môn. Phần cảnh thì hôm trước chúng ta cũng đã có nói, tức là mình có bốn loại cảnh dựa theo
sự tác động của cảnh đối với tâm. Thì ở đây thứ nhất đó là có cảnh rất lớn, atimahantaramana, rồi cảnh lớn hantaramana, cảnh nhỏ paritaramana, rồi cảnh rất nhỏ atiparitaramana. Thì mỗi một loại cảnh như vậy thì nó sẽ có khả năng tác động. Ví dụ như là chúng ta nghe gì đó, nếu mình ở gần thì mình nghe rõ, rất rõ, thậm chí là nó làm cho mình, nó gây cái tiếng ồn cho mình. Nhưng mà nếu mình ở xa một tí thì giống như là chúng ta vừa nghe được. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở xa nữa thì nghe nhỏ dần qua cho đến khi là rất nhỏ. Thì đó là bốn loại cảnh nó có sự tác động đến tâm, mà nó làm cho lộ trình tâm tâm diễn ra. Hôm nay thì mình sẽ học trường hợp đầu tiên, thời bình nhật, tức là có bốn loại cảnh: cảnh rất lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Chúng ta để ý học cái phần này là phải để ý cái phần cảnh đó. Mục đầu tiên đó là định nghĩa, thứ hai đó là lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh rất lớn, thứ ba đó là các trọng tâm trong lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn, thứ tư là các tâm lộ trong lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn, thứ năm là các tâm có mặt trong lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn, thứ sáu là số lượng lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn, thứ bảy lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn xảy ra ở hạng người, thứ tám là lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn xảy ra ở các cõi. Thì mình sẽ có tám mục trong cái bài học này. Giờ mục đầu tiên mình nói về định nghĩa lộ trình tâm, lộ tâm ngũ môn. Lộ tâm ngũ môn thời bình nhật là tiến trình tâm sinh khởi qua lộ ngũ môn trong đời sống hàng ngày, khi đối tượng cảnh rất lớn chi phối mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đây nhớ là nó chỉ là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, chứ nó không có ý. Tại vì ý là nó thuộc về lộ trình tâm ý môn. Còn ở đây thì mình chỉ nói về lộ trình tâm ngũ môn, cho nên nó chỉ là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Chính là thông qua năm môn. Môn thì hôm trước mình học nó có 6 môn, nhưng mà trong trường hợp này thì mình chỉ đề cập qua năm môn. Năm môn xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình. Tức là khi mà chúng ta thấy cảnh sắc, hoặc là chúng ta nghe âm thanh, hay là mình ngửi mùi, hay là nếm vị, diễn ra nó có thể là diễn ra nhiều lộ tâm liên tục. Rồi nó cũng có thể diễn từ lộ tâm ngũ môn nó chuyển sang qua lộ tâm ý môn. Ví dụ như là chúng ta nói là thấy cảnh sắc. Thấy cảnh sắc, rồi từ thấy cảnh sắc đó là mình suy nghĩ. Suy nghĩ. Ví dụ như là thấy bông hoa, rồi suy nghĩ là cái hoa này nó loại hoa gì, nó màu như thế nào, có bao nhiêu màu, có bao nhiêu cành, ví dụ vậy. Thì cái suy nghĩ đó nó bắt đầu chuyển từ lộ tâm ngũ môn sang lộ tâm ý môn. Và ở trong đời sống hàng ngày của mình, các lộ tâm nó đều làm việc
liên tục như vậy, chỉ môn thời bình nhật cảnh rất lớn. Phần này thì chúng ta sẽ có ba mục nhỏ. Thứ nhất đó là lộ tâm của môn thời bình nhật cảnh rất lớn, chót na cảnh có một hồ kiếp vượt qua. Mấy phần này là mình hầu như là mình phải học thuộc lòng. Cái na cảnh ở đây mình ký hiệu cho nó hôm trước qua, đó là ký hiệu cho nó là đây là một lộ trình tâm. Thông mà cảnh tác có cảnh tác động thì lập tức đó là có hữu phần vượt qua, hữu phần hậu kiếp vượt qua, hậu kiếp rung động, hậu kiếp tiếp dòng, rồi sau đó là khai môn, khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn. Rồi nếu mà cảnh sắc, nếu ở trong trường hợp cảnh rất lớn tác động đến tâm, trường hợp này là cảnh rất lớn, là cảnh sắc, thì lúc bây giờ nhãn thức nó sẽ sanh khởi, nhãn thức nó sẽ sanh khởi. Hoặc là nếu mà âm thanh thì nhĩ thức nó sẽ sanh khởi. Nếu mà mùi, nó liên quan đến mùi thơm hoặc là mùi thúi thì tỷ thức nó sẽ sanh khởi. Còn nếu mà liên quan đến vị, ví dụ như vị ngọt, vị chua gì đó, thì thiệt thức nó sẽ sanh khởi. Còn nếu mà liên quan đến sự xúc chạm, ví dụ như là sự xúc chạm làm cho cơ thể bị đau, hoặc là từ xúc chạm làm cho cơ thể bị mát mẻ, dễ chịu, thì lúc bây giờ thanh thức nó sanh khởi. Sau một trong tám tâm, năm tâm này thì tiếp đó là tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm xác định, và sau đó là bảy động lực. Bảy động lực này sanh lên để nó xử lý cảnh đã được thấy, nghe, ngửi, nhìn, đụng đó. Và vì ở đây là cảnh rất lớn cho nên bảy động lực nó xử lý xong đó, nó vẫn còn dư, cho nên hai là cảnh nó sinh lên để nó hưởng cái cảnh gì đó. Thì đó là một lộ trình tâm ngũ môn mà cảnh rất lớn, chót na cảnh. Cảnh rất lớn thì thật ra nó chỉ có một hữu phần vượt qua, chỉ có một hữu phần vượt qua. Rồi sau na cảnh này thì tâm sẽ trở lại đó là trạng thái tâm hậu kiếp. Rồi sau đó nó mới tiếp tục là cái lộ trình tâm mới. Có thể là lộ trình tâm, một lộ trình tâm ngũ môn khác, hoặc là một lộ trình tâm ý môn được sanh tiếp nối sau đó, giống như nó lúc nãy. Nhưng mà thường nhá, nó xảy ra, nó không xảy ra một lộ trình tâm đâu, mà nó có thể là nó xảy ra nhiều lộ trình tâm. Tại vì một lộ trình tâm diễn ra rất là nhanh. Ở trong tương ứng bộ kinh Đức Phật ngài nói là chỉ một cái phẩy ngón tay như vậy thôi là đã xảy ra triệu triệu sát na, mà một lộ trình tâm thì nó chỉ có 17 sát na thôi. Thì chúng ta thấy là chỉ cần cảnh sắc nó đến thì có thể là có rất nhiều lộ trình tâm xảy ra ở trong lúc đó. Trong lúc đó chứ nó không phải là một lộ trình tâm. Đó là trường hợp thứ nhất, hai chót na cảnh, cảnh rất lớn nhưng mà là chót na cảnh. Trường hợp thứ hai đó là cũng là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh rất lớn nhưng mà nó chót động lực và có một hộ kiếp vừa qua. Chót động lực. Tại sao nó có trường hợp đó là cũng đều là cảnh rất lớn nhưng mà nó lại chót na cảnh, rồi đôi khi lại chót động lực, trong khi đó cảnh thì nó lại giống nhau, là như thế này. Tại vì dù là cảnh rất lớn, ví dụ như là nói là âm thanh, ví dụ như là chúng ta nghe một cái ca sĩ nào đó mà chúng ta thích,
ca rộng giọng nghe rõ và chúng ta thích, thì lúc đó là cảnh, là cảnh rất lớn. Và cảnh rất, rất lớn lúc đó, đó là nó chót là cảnh. Nhưng mà đến thí dụ cái bản nhạc đó mà nghe qua nghe lại, nghe qua nghe lại, nghe mỗi ngày, nghe thường xuyên, thì lúc giờ cảnh thì nó vẫn là rất lớn, tức là nó vẫn thu hút tâm. Nhưng mà lúc bây giờ thì sao? Nó đã giảm lại, nó giảm lại, nó không còn thấy cảnh dư nữa, mà nó chỉ cảnh vừa đủ là chót động lực. Cho nên nó chỉ còn chót động lực. Thì ở đây mình sẽ có một lộ trình tâm, đó là bình thường thì tâm sẽ ở trong trạng thái hậu kiếp. Hậu kiếp thì khi mà có cảnh tác động thì nó có một hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rung động, hậu kiếp giết chồng. Ở đây thì khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn. Ở đây thì là một trong năm thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, một trong năm thức đó, tùy theo cảnh. Nghe, ngửi, nếm, đụng. Rồi sau đó là tiếp thu, quan sát, xác định và động lực. Rồi tâm lại trở lại cái trạng thái đó là hậu kiếp. Rồi nếu mà sanh có lộ trình tâm mới nữa thì lộ trình tâm mới sẽ tiếp tục sanh khởi. Đó là trường hợp thứ hai, cảnh rất lớn nhưng mà nó chấp động lực. Cái trường hợp thứ ba đó là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh rất lớn chót hộ kiếp khách. Có một hộ kiếp vừa qua nhưng cần phải có ba yếu tố. Cái trường hợp trên, hai trường hợp trên đó, nó chỉ là chót động lực, có một hộ kiếp chót na cảnh, có một hộ kiếp vừa qua chót động lực, có một hộ kiếp vừa qua là nó có được lộ trình tâm. Nhưng mà ở trong phần chót hộ kiếp khách này á, để cái lộ trình tâm này mà nó diễn ra được á, nó đòi hỏi phải có ba yếu tố. Thứ nhất đó là người tục sinh bằng tâm thọ hỷ ở cõi vui dục giới. Thì hôm trước chúng ta học về tâm tục sinh á, tức là mình có 19 tâm làm việc tục sinh. Trong đó mình có 2 tâm quan sát thọ xả, 7 tâm quả, 7 tâm đại quả hay là 7 tâm quả dục giới hữu nhanh, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Đó là 19 tâm làm việc tục sinh. Thì trong 19 tâm làm việc tục sinh đó, chúng ta thấy là 2 tâm quan sát thọ xả, thì đó là thọ xả coi như mình bỏ nó rồi. 8 tâm đại quả, trong 8 tâm đại quả đó hôm trước mình học đó, thì nó có 4 tâm thọ hỷ, 4 tâm thọ xả. Thì 4 tâm thọ xả là mình bỏ nó, mình chỉ lấy là 4 tâm thọ hỷ là nó phù hợp với cái điều kiện này. Rồi ở cõi, ở tâm quả sắc giới và tâm quả vô sắc giới á, thì không được, nó không phù hợp với điều kiện này. Tại ở đây là người ta cho mình làm sao? Ở cõi vui dục giới, nó chỉ xảy ra ở cõi vui dục giới thôi, chứ ở cõi sắc giới và vô sắc giới thì nó không được. Cho nên trường hợp đó mình loại bỏ nó đi. Cho nên ở đây, cái tâm tục sinh ở đây á, nếu mà có thì chỉ là một trong 4 tâm đại quả thọ hỷ. Một trong 4 tâm đại quả thọ hỷ. Thứ hai đó là gặp cảnh rất lớn và rất tốt. Rất lớn nhưng mà còn phải là rất tốt. Tại sao? Tại có những trường hợp đó cảnh rất lớn nhưng mà nó không phải là cảnh tốt. Thí dụ như là người ta chửi mình nghe ào ào đó, nó là cảnh rất lớn nhưng mà nó không phải là tốt. Cái đó nó là xấu. Cho nên ở đây nó phải là cảnh rất lớn nhưng mà là cảnh tốt. Đó là cái điều kiện thứ hai. Cái điều kiện thứ ba đó, cái yếu tố thứ ba đó là khởi lên động lực, động lực thọ ưu. Thông thường á, chúng ta thấy là nếu mà cảnh rất lớn và cảnh rất, rất tốt á, thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Tại vì cảnh rất lớn mà xấu á,
thì nó chắc chắn là tâm sân. Nhưng mà ở trường hợp cảnh rất lớn và rất tốt thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là tâm tham, thọ hỷ. Hai là tâm thiện, thọ hỷ. Hai là tâm thiện, thọ hỷ. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì cái điều kiện của nó là phải động lực thọ ưu. Thì lúc bây giờ cái hậu kiếp khách nó mới sân khởi. Hậu kiếp khách nó mới sân khởi. Thì đây là cái lộ trình tâm mà nó sẽ diễn ra ở trong trường hợp này. Tức là khi mà có cảnh tác động thì mình sẽ có một hậu phần vượt qua, hậu kiếp vượt qua, hậu kiếp rung động, rồi hậu kiếp giết chồng, khai ngũ môn. Một trong năm thức, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức hoặc là thân thức. Sau đó là, đặc biệt ở trong trường hợp này đó là vì ở đây nó là cảnh rất lớn và cảnh rất tốt, cho nên nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức ở trong trường hợp năm tâm quả này là năm tâm quả thiền vô nhanh. Năm tâm quả thiện vui nhanh. Ở trong đời sống của mình á, khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi hoặc là nếm mà đụng, nếu những thứ mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm đụng đó làm cho mình nó thuộc về đẹp, tốt, thì cái đó là quả thiện mà mình đã tạo trước đây. Còn bây giờ nó có điều kiện tạo quả. Ví dụ như là mình đi đâu mình cũng được nghe người ta nói âm thanh nhỏ nhẹ dễ chịu. Thì cái đó là nhĩ thức quả thiện mà mình đã tạo và bây giờ nó có điều kiện tạo quả. Hoặc là mình đi đâu mình cũng gặp được những cảnh đẹp, nhìn thấy cảnh đẹp, thì cái đó là nhĩ thức thọ xả quả thiện. Hoặc là ngửi mùi thơm, hay là ăn thức ăn mà hợp được với cái khẩu vị của mình, ăn ngon, thân xúc chạm im ái, thì cái đó đều là cái quả thiện mà mình đã tạo trước đây. Cái quả thiện mà do cái nghiệp thiện mà mình đã tạo trước đây và nó có điều kiện đổ quả. Còn ở trong đời sống hàng ngày mà mình thấy cũng thấy cảnh, lúc nào mình thấy cảnh xấu, nghe âm thanh không vừa lòng, ví dụ nghe người ta nói xấu mình, người ta chửi mình, hay là ngửi mùi hôi thối, hay là ăn thức ăn đó là không được hợp với khẩu vị của mình, thân xúc chạm làm cho đau khổ, thì lúc đó là nhị thức thọ xả quả bất thiện. Cái đó là thọ xả quả bất thiện. Tức là cái đó là quả của quá khứ mà mình đã tạo, và trong điều kiện hiện tại, quả trong hiện tại nó có điều kiện nó cho quả. Cho quả. Ở trong trường hợp này thì nó là thiện. Tại là nó cảnh rất tốt và là tốt. Mà hễ cái một trong năm thức này á, nó là thiện, thì tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm xác định á, nó cũng là thiện. Nó cũng là thiện. Nhưng mà ở đây cái động lực á, tại theo cái yếu tố ở đây đó là cái động lực ở đây nó là thọ, nó là động lực sân. Cái động lực ở đây nó là động lực sân. Thì sau đó cái hậu kiếp khách nó mới sân khởi. Hậu kiếp khách sân khởi, sau hậu kiếp khách thì nó cái tâm hậu kiếp bình thường trở lại. Lý do mà cảnh rất tốt, cảnh rất lớn mà cảnh rất tốt mà động lực lại là sân á, thì biết đó là do có cảnh khởi lên bất ngờ ngoài dự kiến. Thứ ba đó là do tưởng tượng phong phú. Thứ tư đó là do pháp điên đảo chi phối. Ấn tượng kinh hoàng là sao?
Thí dụ như là ở trong thời chiến tranh, mình là người lính tham gia trong cái trận chiến mà có nhiều chết chóc. Cho nên sau này chỉ cần nghe âm thanh cái gì đó mà nó giống như là âm thanh của tiếng súng là mình sợ. Ví dụ như là ngày xưa trước đây mà ngày Tết mình thường sử dụng các loại pháo mà nó có âm thanh nổ rất là lớn. Mà ngày thậm chí là sao người ta còn nghĩ đó là tiếng của tiếng súng hay là đạn. Nếu mà cái người mà tham gia ở trong trận chiến mà họ, tức là cái chết cũng đến gần với họ nhưng mà họ thoát được, thì ở trong, thật ra cái ngày Tết mà người ta đốt pháo thì cái ngày đó là cái ngày vui, cái cảnh đó lại cảnh tốt. Cảnh đó là cảnh tốt, nhưng mà vì người này có một cái ấn tượng trước đây như vậy cho nên nghe cái âm thanh đó là lời lại nhớ hoặc cảm thấy sợ, thì lúc bây giờ tâm sân nó sân khởi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là do cảnh khởi lên bất ngờ ngoài dự kiến. Trong trường hợp thứ hai này thường xảy ra trong trường hợp với người tu thiền. Người tu thiền khi mà chúng ta ngồi thiền ở một cái mức độ tâm định nào đó, thì thường là cho chúng ta thấy có cái ánh sáng, hoặc là chúng ta thấy là ánh sáng tỏa ra từ cái thân của mình. Vì cái đó là cái đầu tiên mà mình gặp nó. Thì cảnh thật ra trong trường hợp đó là cảnh tốt, nhưng mà vì nó là cái đầu tiên và nó làm cho mình bất ngờ, cho nên nhiều khi nó cũng làm mình thấy sợ. Mình thấy sợ thì cái sợ đó cũng là tâm sân. Tâm sân đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là do tưởng tượng phong phú. Tưởng tượng phong phú, thí dụ như là chúng ta đi ở trong rừng, trong rừng sâu, mà chúng ta nghe có tiếng người hát, hoặc là nghe có tiếng chim hay, nhưng mà chúng ta lại sợ, chúng ta nghĩ là sao, không biết cái này là có phải là tiếng người hát thật hay không, có phải là tiếng chim thật hay không, là tiếng ma họ hù mình. Thì do cái tưởng tượng đó làm cho tâm mình cảm thấy sợ hãi, thì lúc đó tâm sân nó sân khởi. Cái thứ tư đó là do pháp điên đảo chi phối. Pháp điên đảo chi phối ở đây đó là thí dụ như là chúng ta thấy một người mà mình ghét họ được thành đạt, giàu có. Thì thật ra trong trường hợp đó, khi mà chúng ta thấy người giàu có, một người thành đạt, cái cảnh đó là cảnh tốt. Nhưng mà vì mình có ác cảm với người ta đó, cho nên lúc giờ mình thấy là tự nhiên mình sân lên, mình giận lên. Thì do cái tâm bất thiện nó chi phối, mà ở đây người ta gọi nó là cái pháp điên đảo, cho nên làm cho tâm sân khởi. Thì đó là bốn lý do khiến cho tâm sân khởi, dù đó là cảnh rất lớn và rất tốt, và nó xảy ra cái lộ trình tâm mà có hữu phần khách, hậu kiếp khách. Cái hậu kiếp khách ở đây nó sanh ra để làm gì? Cái hậu kiếp khách thật ra là nó là tâm hậu kiếp, tâm làm việc tục sinh, hậu kiếp và tử. Nó cũng giống như là cái tâm hậu kiếp ở phần đầu này. Nhưng mà cái tâm hộ kiếp ở phần đầu, ở trong trường hợp này nó là thọ hỷ. Và cái tâm động lực ở đây nó là tâm sanh. Cái hộ kiếp khách nó
cái tâm hồn kiếp khách xảy ra trong trường hợp này á, nó là phải là thọ xả. Nó là phải thọ xả. Nó thọ xả là để nó dung hòa lại. Tại vì thường sao động lực, nếu mà không có na cảnh thì tâm sẽ trở lại, đó là cái tâm hồn kiếp. Tâm trở lại bình thường là cái tâm hồn kiếp. Nhưng mà vì ở đây đó là từ động lực sanh mà nó trở lại là hỷ liền, là làm nó không được. Tại vì nếu mà tâm hồn kiếp thì cái tâm hồn kiếp nó phải là thọ hỷ. Dạ, tại ở đây là người tục sinh là hồn kiếp thọ hỷ. Người tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Thì sao tâm sanh này nó thọ hỷ thì nó không được. Giống như là bây giờ mình đang giận ai đó mà trong để mình cười được liền thì mình phải cười được. Mình vui liền thì mình phải vui được. Nhưng mà nó phải thay đổi từ cái giận đó sang một cái trạng thái tâm thọ xả, rồi sau đó mới có thể cười được. Dạ, thì cái tâm hồn kiếp khách này á, nó xảy ra đó là nó để dung hòa với cái động lực sanh, với cái hồn kiếp thọ hỷ. Người ta các ngài ví dụ giống như là cái anh động lực với cái hồn kiếp thọ hỷ này á, là hai người đang gây với nhau. Dạ, đang gây với nhau. Tại một cái sanh một cái hỷ thì nó không gần nhau được. Dạ, thì cái hồn kiếp khách này á, là một người mới đến. Tại cái hồn kiếp khách là ganh túc cát, tức là người mới đến. Nó xảy ra thì khi nó diễn ra, nó làm cho hai người này đó là, tức là đang cãi nhau, bây giờ có một người xuất hiện thì tự nhiên hai người đó im. Im lại. Giống như thí dụ như là chúng ta hai người chúng ta đang cãi nhau, là Phật tử mà chúng ta cãi nhau. Bây giờ khi mà chúng ta thấy Chư Tăng đi đến thì mình sẽ, dù mình đang cãi nhau nhưng mà lúc đó mình cũng gì cũng im lặng tí để cho quý sư đi qua rồi nói gì nói nữa. Thì cái hành động mà quý sư đi qua đó nó giống như là cái hồn kiếp cắt, nó dung hòa lại cái động lực và cái hồn kiếp thọ hỷ. Dạ, cái hồn kiếp thọ hỷ. Thì đó là liên quan đến lộ trình tâm mà cảnh rất lớn, chắc hồn kiếp khách có một hồn kiếp vượt qua với ba yếu tố. Như vậy là chúng ta đã học xong ba loại lộ trình tâm trong trường hợp cảnh rất lớn, tức là chót na cảnh, chót động lực và chót hồn kiếp khách ở mục thứ hai. Ở mục thứ ba đó là mục thứ ba đó là cách tính các trạng tâm. Các trạng tâm thì ở đây nãy là ba loại lộ trình tâm mà chúng ta học lúc nãy. Trường hợp thứ nhất là chót na cảnh, trường hợp thứ hai đó là chót động lực, trường hợp thứ ba đó là chót hữu phần khách, hồn kiếp khách. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính chặng tâm, xem cái lộ trình tâm thứ nhất nó có bao nhiêu chặng, lộ trình tâm thứ hai nó có bao nhiêu chặng và lộ trình tâm thứ ba nó có bao nhiêu chặng. Thì cách tính chặng ở đây đó là mình chỉ tính chặng tâm thuộc về các tâm thuộc về tâm khách quan, tức là bắt đầu từ tâm khai
ngũ môn. Dạ. Và cái chặng của tâm ở đây đó là mỗi tên của mỗi một sát na tâm. Thì tức là mỗi một sát na tâm mà nó có một cái tên riêng thì người ta liệt kê cho nó một chặng, còn nếu mà nó tên chung thì người ta không có kể. Dạ. Ví dụ như là ở đây mình có là tâm khai ngũ môn thì nó được tính là một chặng. Rồi ở đây ví dụ như là nếu mình cho nó là nhãn thức thì ở đây nhãn thức là chặng thứ hai, tiếp thâu là chặng thứ ba, quan sát là chặng thứ tư, xác định là chặng thứ năm. Rồi bảy sát na động lực, dù nó có đến, nếu mình vẽ ra thì cái này nó có đến bảy dòng, bảy ô, bảy cái ô tròn như thế này. Dạ. Nhưng vì nó chỉ có một cái tên gọi, cho nên người ta chỉ kể nó một chặng. Như vậy là chặng thứ sáu. Hai na cảnh cũng vậy, dù nó có hai sắc na nhưng mà vì nó chỉ có một cái tên gọi cho nên nó chỉ được kể là một chặng. Dạ. Như vậy thì ở trong lộ trình tâm này á, mình có sáu bảy chặng, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở lộ trình thứ hai á thì nó ít hơn lộ trình tâm thứ nhất, đó là một chặng. Lý do đó là nó không có na cảnh. Dạ, nó không có na cảnh. Ở lộ trình tâm thứ ba á, nó không có na cảnh nhưng mà nó có hộ kiếp khách. Nhưng mà hộ kiếp khách với na cảnh nó khác nhau. Cái tâm na cảnh á, tâm na cảnh nếu mình tri lại cái gốc của nó, 11 tâm na cảnh, trong đó mình có 3 tâm quan sát, ba tâm quan sát và 8 tâm đại quả. Trong 3 tâm quan sát thì là mình đã có 2 tâm quan sát làm việc tục sinh, 8 tâm đại quả cũng làm việc tục sinh. Như vậy là tâm na cảnh này á, phần lớn nó cũng là loại tâm hộ kiếp. Dạ. Nhưng mà ở đây nó được kể là một chặng á, là vì ở trong trường hợp này á, nó không phải làm việc hộ kiếp mà nó làm việc na cảnh, tức là nó hưởng cảnh dư từ tâm động lực, nên nó được kể là một chặng. Ở hộ kiếp khách á, thì nó khác hẳn với na cảnh. Dạ, nó khác hẳn với na cảnh, tức là nó không phải là loại tâm hưởng cảnh từ động lực mà nó có một cái cảnh riêng của nó. Tại vì tâm hộ kiếp nó có một, nó có cảnh riêng của nó, đó là người ta gọi là cảnh chủ. Cảnh chủ tức là cảnh nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng của đời sống trước đây làm cảnh. Thì tương tự cái hộ kiếp khách này nó cũng vậy. Nó lấy cái cảnh của cảnh nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng của nó, tức là cảnh riêng, nó không có liên quan gì tới cái cảnh của động lực cả. Cho nên cái cảnh của nó ở đây vẫn là cảnh chủ quan, giống như là tâm hộ kiếp. Cho nên nó không được kể là một chặng. Dạ. Thì cái lộ trình tâm thứ ba này á, nếu đếm ô thì mình thấy nó giống lộ trình tâm thứ nhất, nhưng mà tính chặng thì nó chỉ có 6 chặng. Tức là khai môn, ví dụ ở đây nhãn thức thì là nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, xác định và động lực. Nó chỉ có 5 chặng, chỉ có 6 chặng. Thì đó là cách tính chặng tâm. Cách tính chặng tâm. Vậy thì lộ trình tâm thứ nhất thì có 7 chặng tâm khách quan, lộ trình thứ hai và lộ trình tâm thứ ba thì có 6 chặng tâm khách quan. Phần thứ tư đó là cách tính tâm lộ trong lộ trình tâm ngũ môn. Tâm lộ thì nó khác với chặng tâm, đó là tâm lộ cứ mỗi một sát na tâm
Cho dù nó có tên giống nhau hay là khác nhau, người ta đều tính nó là một tâm lộ. Nhưng mà ở đây thì người ta vẫn tính theo cái người ta cũng tính theo cái chỉ tính là tâm lộ khách quan, chủ quan cũng không có tính, tức là tính bắt đầu từ tâm khai ngũ ngôn. Thì như vậy thì ở cái tâm đầu tiên á, ở tâm đầu tiên thì ở lộ trình tâm đầu tiên á, thì chúng ta sẽ tính nó là một là khai ngũ môn, hai là nhãn thức, thí dụ vậy, thứ ba là tiếp thâu, bốn là quan sát, năm là xác định. Rồi ở đây mình có bảy cho nên mình phải đếm cho nó là bảy, bảy với năm nó là 12. Rồi ở đây nó có hai na cảnh cho nên mình tính nó là hai, là 14. Như vậy thì tâm lộ ở trong lộ trình tâm đầu tiên á, là nó có 14 tâm lộ. Có 14 tâm lộ. Ở lộ trình tâm thứ hai á, nó chỉ không có na cảnh. Cho nên ở đây nó là có 12. Lộ trình tâm thứ ba đó là mình cũng chỉ lấy tới động lực, hồ kiếp khách thì nó không có tính. Tại nó thuộc về tâm hộ kiếp thì người ta không có tính nó. Cho nên cái lộ trình tâm thứ ba này thì nó cũng chỉ có là 12 tâm lộ khách quan. Như vậy thì chúng ta sẽ có đó là lộ tâm thứ nhất có 14 tâm lộ khách quan, lộ tâm thứ hai và thứ ba thì có 12 tâm lộ khách quan. Cái phần tiếp theo đó là phần tính số lượng lộ tâm, số lượng tâm có mặt ở trong mỗi một tâm lộ, một lộ trình tâm. Thì ở trường hợp đầu tiên á, ở trường hợp đầu tiên thì nếu mà một lộ trình tâm diễn ra, một lộ trình tâm diễn ra thì chúng ta thấy là ví dụ ở đây là tâm khai ngũ môn, ở đây là nhận thức, ở đây là tiếp thâu, ở đây là quan sát, ở đây là xác định, động lực. Động lực thí dụ như là ở trong trường hợp này là động lực là tâm tham, tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ. Thì hễ nó cái sát na đầu tiên là nó tâm tham thọ hỷ học tạo vô trợ, thì sáu tâm, sáu sát na còn lại thì nó cũng là loại tâm đó, cũng là loại tâm đó. Rồi sau đó là na cảnh, là tâm na cảnh. Như vậy thì nếu một lộ trình tâm diễn ra thì chúng ta thấy là nó chỉ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nó chỉ có 7 thứ tâm. Một lộ trình tâm diễn ra thì nó chỉ có 7 thứ tâm. Nhưng mà nếu mình tính tổng quát á, thì cái số lượng tâm nó rất là nhiều. Tâm khai ngũ môn thì nó không có thay đổi rồi. Nhưng mà ở đây một trong năm thức, một trong năm thức thì có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhưng mà nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này á, nó có thiện và bất thiện. Tức là mình có nhãn thức thọ xả quả thiện, nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Dạ. Thì một trong năm này á, nó trở thành 10. Tức là ngũ song thức. Ngũ song thức. Tâm tiếp thâu á, nó cũng có hai tâm tiếp thâu. Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện và tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện. Cho nên ở đây nó có hai nữa. Là 13. Tâm quan sát á, thì nó có ba tâm quan sát. Đó là hai tâm quan sát thọ xả và một tâm quan sát thọ hỷ. Như vậy thì ở đây nó có ba thứ tâm. Ba thứ tâm nãy là 10, 12, với 3 ở đây nữa là 15. Tâm xác định á, thì nó cũng có hai, tức là quả thiện và quả bất thiện. Cho nên ở đây là 17. 17. Động lực á, cái lộ trình tâm ngũ môn mà xảy ra mà có na cảnh
là nó chỉ xảy ra ở cõi dục giới. Nó xảy ra, chỉ xảy ra đối với các tâm dục giới. Cho nên tất cả các tâm động lực dục giới đều có thể có mặt ở đây. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại coi bao nhiêu tâm làm việc động lực trong các tâm dục giới. Cái này là bài học hôm trước là mình đã học. Thì chúng ta sẽ thấy là trong 54 tâm dục giới đó có 12 tâm bất thiện làm việc động lực, 8 tâm thiện dục giới hữu nhân là làm việc động lực, 8 tâm tố dục giới hữu nhân cũng là làm việc động lực. Thì chúng ta có là như vậy là 12 với lại 16, 12 với lại 16 thì nó là 37. 37 với lại ở đây nãy là mình có, nãy mình có mấy phải mất rồi. Dạ 17 ạ. 12, 16 là 28 á thưa sư. 12 với 16 là 28. À, 12, 16 là 28, xin lỗi. Với lại 17. 17 nữa là 40 mấy? 40, 46. 45 ạ. 45 hay 46? Dạ, thưa 45 ạ. 45 ạ. Dạ, 45. Đâu? Dạ, 46 ạ. Chính động lực có thực sự. 17 với 17 với 30 17 với 20 29. Rồi. 12 12 với 16 là 28. Sinh tiếu, tâm sinh tiếu. À còn tâm sinh tiếu nữa. Quên chứ, thằng tâm sinh tiếu. Nhưng mà tâm sinh tiếu nó có xảy ra được trong trường hợp này không ta? Động lực. Ừ, tâm sinh tiếu. Đúng rồi, tâm sinh tiếu nữa. Như vậy thì nó là 29. À, 29. 29 với lại 17 thì nó lại 46 ha. 46. Rồi na cảnh ở đây mình có 11 tâm làm việc na cảnh. 11 tâm làm việc na cảnh. Như vậy thì nãy 46 với 11. Dạ thưa 57 ạ. 57. Na cảnh mình tính có 8 thưa sư sư. Mình tính có 8 đại quả thưa sư sư. Sao lại 8 đại quả ta? Tại vì quan sát. Mình lấy trước rồi. Từ lấy 17 rồi nên bỏ ra 3. Quên rồi nãy là tâm quan sát này là mình đã tính nó rồi. Mình đã tính nó rồi. Tâm quan sát mà nó làm việc na cảnh đó, thì ở đây mình đã lấy nó rồi. Mình đã lấy nó rồi. Cho nên ở đây nó chỉ còn lại là 8. Còn lại là 8. Thì nó là 54 tâm. 54. Cái lộ trình tâm này á, nó có là 54 tâm dục giới. Nó có đầy đủ 54 tâm dục giới. Mà tùy theo trường hợp, cứ mỗi một lần nó xảy ra như vậy thì nó sẽ có 7 loại tâm, 7 thứ tâm. Một lần nó xảy ra như vậy thì nó có 7 thứ tâm. Nhưng mà tổng quát thì nó có đầy đủ 54 tâm dục giới. Ở trường hợp thứ hai, ở lộ trình tâm thứ hai thì mấy kia mình kể giống lúc nãy. Thì nó chỉ thiếu là gì? Thiếu na cảnh thôi. Thiếu na cảnh, tức là thiếu 8 tâm đại quả. Thiếu 8 tâm đại quả. Cho nên nếu mà một lộ trình tâm xảy ra thì nó có 6 thứ tâm. Nhưng mà nếu mà tổng quát thì nó có 46. Tại nó bỏ ra 8 na cảnh. Ở lộ trình tâm thứ 3 thì nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì nó cũng chỉ có đó là 10, chỉ có là 6. Nhưng mà nếu mình tính tổng quát á, tổng quát thì ở đây mình có là khai ngũ môn. Ở đây chỉ, nó chỉ có 5 tâm ha. Tại ở đây nó chỉ có là quả thiện. Cho nên ở đây mình chỉ lấy được 5 tâm, chứ mình không lấy được 10 giống như mấy anh trước. Chỉ lấy được 5 tâm. 5 tâm thì ở đây là 6.
Thì nếu mà cái này thiền thì mấy cái này nó cũng chỉ lấy được bên tâm thiền, quả thiền. Thì ở đây mình có 1 với 5 là 6, 7, 8. Quan sát ở đây đó là nó cũng chỉ là quan sát thọ hỷ, nó không có quan sát thọ xả được, là vì ở đây cảnh nó rất tốt, cho nên quan sát là thọ hỷ. Rồi xác định, xác định thì một tâm xác định nữa, 1, 6, 7, 8, 9. Rồi động lực, động lực ở đây nãy mình nói là động lực thọ u, cho nên ở đây nó chỉ là 2 tâm sanh, 2 tâm sanh. Như vậy thì mình sẽ có bao nhiêu? Một với lại ở đây 5 là 6, 7, 8, 9, 11. Nó chỉ có 11 thứ tâm. Một lộ trình tâm xảy ra thì nó có 6, nhưng mà tính tổng quát thì nó có 11 thứ tâm. Thứ nhất, có một tiến trình tâm xảy ra. Một tiến trình tâm xảy ra có 7 thứ tâm. Tổng quát thì có 54 tâm dục giới. Thứ hai là một tiến trình tâm xảy ra có 6 thứ tâm. Tổng quát thì có 46. Cái này mình đọc mình phải hiểu mà, để người ta dạy, hỏi mình giải thích không được. Một kiến tình tâm xảy ra thì có 6, nhưng mà tổng quát thì có 11 tâm dục giới. Thì đó là cách tính tâm. Tính tâm ở đây thì nó có một cái quy luật về tiến trình tâm mà chúng ta cũng cần phải học thêm. Cái này chú ý thêm đối với trường hợp mà lộ trình tâm mà có na cảnh. Tại na cảnh đó, mình có tới 11 tâm na cảnh. Thì ở trong trường hợp nào nó là loại tâm na cảnh nào? Thì ở đây người ta cho mình biết đó là cảnh rất lớn và rất tốt. Nếu mà tâm quan thì hay cảnh rất lớn rất tốt thì tâm quan sát nó là thọ hỷ. Tâm quan sát nó là thọ hỷ. Nhưng mà nếu động lực ở trong trường hợp đó nó là động lực ly trí thọ hỷ thiếu một trong tâm tư, thì na cảnh nó là thọ hỷ. Nó là thọ hỷ. Thứ hai đó là cũng là cảnh rất lớn rất tốt, cảnh rất lớn và tốt thì tâm quan sát thọ xả. Nếu mà động lực thiện, động lực thiện ly trí, động lực thiện ly trí là làm sao mà sửa được cái này. Cái này sửa không được ta. Cái này sửa không được, để chúng ta sẽ chỉnh sao ha. Nó bị cái gì sửa không được. Động lực thiền ly trí thọ xả thiếu một trong tâm tư, thì ở đây na cảnh nó cũng là thọ xả. Thứ ba đó là cảnh rất lớn rất tốt, tâm quan sát thọ hỷ, nhưng là động lực thiền hợp trí thọ hỷ thiếu một trong tâm tư, thì tâm na cảnh nó có thể là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Tức là ở trong trường hợp này á, nó có thể xảy ra ở hai trường hợp, một là thọ hoặc là thọ hỷ
hoặc là nó có thể là thọ xả. So với hai trường hợp trên thì nó chỉ là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Trường hợp thứ ba đó là thứ tư đó là cảnh rất lớn rất tốt, tâm quan sát thọ hỷ, nhưng động lực ly trí thọ xả hoặc thọ hỷ hoặc là thọ xả đầy đủ tâm tư, thì tâm na cảnh nó cũng có thể là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Thì ở đây mình có thể phân nó ra làm hai, cái nào hỷ thì thuộc về hỷ, cái nào xả thì thuộc về xả. Cái trường hợp thứ năm đó là cảnh rất lớn rất tốt, tâm quan sát thọ hỷ nhưng mà động lực hợp trí thọ hỷ đủ tâm tư, thì na cảnh thọ hỷ hoặc là thọ xả. Ở đây thì hợp trí đầy đủ tâm tư, na cảnh thọ thì na cảnh nó là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Trường hợp thứ sáu đó là cảnh rất lớn và rất tốt, tâm quan sát thọ hỷ nhưng mà động lực bất thiện thì tâm na cảnh thọ xả, quả bất thiện. Tức là nó có những trường hợp mà cảnh rất lớn, cảnh rất tốt nhưng mà tâm tham sanh khởi. Thì nếu mà tâm tham sanh khởi á, thì sau đó là na cảnh. Na cảnh nó sẽ là thọ xả, quả bất thiện. Là vì cái tâm na cảnh là nó hưởng cái cảnh dư của tâm động lực. Cho nên nếu mà động lực mà bất thiện thì na cảnh nó sẽ bất thiện, động lực thiện thì na cảnh nó sẽ thiện. Cái quy trình này thì nó diễn ra nó giống như là một lập trình của máy vi tính, mà mình đã thiết kế nó sẵn. Thì khi mình bấm cái nút nào thì nó sẽ cho ra cái gì thì nó sẽ ra một loạt các thao tác đó. Giống như là mình đã lập trình nó sẵn, chỉ cần chúng ta bấm cái nút đó thì tự động những cái tâm cái thao tác đó nó diễn ra. Thì ở trong quy trình sanh của tâm nó cũng vậy. Tức là khi mà tâm nào sanh thì nó sẽ liên quan đến sau cái tâm đó sẽ là cái tâm nào sanh nữa, loại tâm nào. Thì hầu như cái đó là một cái lập trình của nó, một cách làm việc một cách tự nhiên của nó. Thì đó là cái phần để ý thêm đối với các tâm mà các lộ trình tâm mà có na cảnh. Phần thứ bảy, thứ sáu đó là phần tính lộ trình tâm, có bao nhiêu lộ trình tâm. Thì ở đây chúng ta thấy là trong trường hợp này là người ta vẽ tổng quát cho mình. Nhưng mà nếu mình vẽ chi tiết á, thì ở đây nó sẽ chia ra thành, tại vì ở đây nó là năm thức, thì nó sẽ xảy ra ở trong trường hợp đó là lậu nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Cho nên từ một trường hợp này á, tại ở đây mình học trên máy cho nên bắt mình lên quẻ không được, không vẽ không được. Chứ nếu mà học ở trên lớp học á, thì cái mấy cái này bắt các tử mình lên vẽ. Vẽ các lộ trình tâm này để cho mình nhớ. Nhưng mà trên này thì có cách nào không biết làm sao để cho mình nhớ. Hầu như là mọi thứ
sư làm rồi sư nói. Dạ, cho các tử mình nghe hiểu không hiểu gì nữa. Lý do thì chắc không thì nhiều khi mình học xong không có nhớ, không có nhớ, không có hiểu vậy. Nhưng mà nếu được thì các tử mình học xong á, mình làm từng vẽ, ngồi lại mình vẽ thử coi. Ví dụ bữa nay mình học lộ trình tâm ngũ môn cảnh rất lớn, giờ nó xảy ra ở mấy trường hợp thì mình thấy nhớ lại đó là xảy ra ở ba trường hợp, đó là chấp na cảnh, chấp động lực, chấp hậu kiếp khách, và nó chỉ có một khẩu phần vượt qua. Bây giờ mình sẽ vẽ cho nó, mình sẽ vẽ cho nó cái một cái lộ trình tâm ngũ môn tổng quát, rồi sau đó mình thay cái mục tổng quát đó thành là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. À, rồi mình đưa ra cái thí dụ như là thí dụ ở trong trường hợp này nó là động lực sân, thí dụ ở trong trường hợp này nó là động lực tham, thí dụ ở trong trường hợp này nó động lực là tâm thiện, ở trong động lực là tâm đại tố, thí dụ vậy. Mình đưa ra các thí dụ để mình vẽ các lộ trình tâm. Dạ, yeah. Mấy cái này nó khi mình trước tiên đó, mình vẽ được và mình hiểu nó thì chúng ta sẽ thấy rất là hay. À, chứ nếu mà các tử mà ngồi nghe như vậy thì mình tưởng tượng biết sư nói gì, nhưng mà thật chắc những cái này là những cái diễn ra thực tế trong cuộc sống của mình hàng ngày. Dạ, yeah. Ví dụ như là tại sao mình thấy cảnh sắc đẹp là mình phát sinh tâm tham, cái động lực tham, hoặc là tại sao mình thấy cảnh sắc đẹp nhưng mà đây động lực nó lại là động lực thiện. Dạ, yeah. Hay là đối với các bậc thánh A-la-hán khi mà thấy cảnh sắc cũng là đẹp nhưng mà động lực ở đây nó lại là đại tố. Dạ, yeah. Hay là khi mình thấy cảnh sắc không có hài lòng, không có đẹp thì ở đây động lực nó là tâm sân. Dạ, yeah. Tức là những lộ trình tâm này là nó diễn ra thường xuyên ở trong cuộc sống của mình, và khi mà chúng ta ngồi chúng ta vẽ lại và chúng ta đặt thí dụ giống như sư nói lúc nãy, à, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là hay. Và người hành thiền á, là chúng ta cần cái này. Dạ, yeah. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ ngồi đó mà chúng ta chẳng biết gì, bị vi phạm thì thôi vô phương. À, nếu mà chúng ta có nói cho người khác nghe thì chúng ta cũng nói bậy thôi. Dạ, yeah. Muốn nói cho người ta nghe là mình phải thuộc về lộ trình tâm này để mình nói thì mình nói được, còn không thì cứ nói trên trời dưới đất. Dạ, tại không có kiến thức về Phật pháp, không có kiến thức Phật pháp căn bản. Dạ, thì chúng ta nói một hồi nói dòng do nói sai không. Dạ, mà nếu mà chúng ta có cái kiến thức này rồi, mình đi tập thiền rồi thì mình sẽ hiểu nó rất là tốt. À, và nếu mình muốn trình bày cho người khác nghe mình cũng trình bày được theo cái bản đồ này, tại mình đã có bản đồ và mình đã thuộc nó thì mình chỉ người ta rất dễ. Còn bây giờ mình không có bản đồ mà mình cứ đi ngồi đó mình tìm đường không biết tìm sao. Dạ, yeah. Thì ở trường hợp một thì nếu mình vẽ chi tiết ra thì mình sẽ có 5 lộ trình tâm. Thì tương tự ở trường hợp 2 thì nó cũng có 5 lộ trình tâm. À, trường hợp 3 thì nó cũng có 5 lộ trình tâm. Như vậy mỗi một trường hợp á, mình có 5 lộ trình tâm. Thì cái phần tổng quát của như vậy thì tổng cộng á, trong trường hợp này á, là mình có 15 lộ trình tâm. À, 15 lộ trình tâm. Rồi về vẽ lại 15 lộ trình tâm nó ra. Rồi tính thử đặt trường hợp nó là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện. Ở trong trường hợp thấy nghe ngửi nếm đụng, thấy nghe ngửi nếm đụng tiết nó ra. Dạ, yeah. Trường hợp người thứ 7 là trường hợp tính về người. Bây giờ người đó ở lộ trình tâm đầu tiên thì chúng ta thấy là chỉ ngoài người thì có 12 hạng người, giờ không cần phải coi lại nữa, nói vậy là biết rồi, 12 hạng người. Nhưng mà bốn người đạo là bốn sát na tâm đạo,
chỉ xảy ra ở trong trường hợp lộ trình tâm ý môn, cho nên bỏ nó đi. Còn lại là tám hạng người đó là người khổ, người lạc, người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân. Thì người khổ, người lạc, vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân á, cả bốn hạng người đó họ đều có thể, họ đều có thể thấy được cái cảnh, tức là tiếp nhận được cái cảnh rất lớn, cảnh rất lớn, và thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Ngoài trừ trường hợp họ bị khuyết điểm một cái phần nào đó của cơ thể, thí dụ như là mắt bị mù thì họ không thể thấy. Nhưng mà trường hợp đó là trường hợp cá biệt, nó không phải tất cả. Ở đây thì mình trình bày cho tất cả. Thì tức là bốn hạng người đó họ cũng nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, cho nên lộ trình tâm này cũng có thể cũng xảy ra. Bốn bậc thánh quả, tức là bậc thánh tu đồ quần, tức là hàm a la hàm, a la hán, a la hán, các ngài cũng nghe, ngửi, thấy, nếm, đụng, và khi cảnh có sức mạnh để thu hút tâm thì vẫn có na cảnh xảy ra. Cho nên bốn hạng người quả cũng có mặt ở trong trường hợp này. Lộ trình tâm này cũng xảy ra ở bốn hạng người quả. Đó là lộ trình tâm thứ nhất, là xảy ra ở tám hạng người, bốn phàm và bốn thánh quả. Lộ trình tâm thứ hai đó là chất động lực. Chất động lực. Lộ trình tâm thứ hai thì cũng vậy thôi. Tức là cũng ở tám hạng người, bốn phàm và bốn thánh quả, không có gì khác. Ở lộ trình tâm thứ ba là vì ở đây nó là động lực sanh, cho nên nó tính về người thì nó khác một tí. Là vì lúc mà chúng ta học về người á, nhất là đối với các bậc thánh, thì chúng ta nhớ đến 10 kiết sử. Thí dụ như là bậc thánh tu đồ bền đoạn trừ được ba hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bậc thánh tư đà hàm đó là làm giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc thánh a la hàm đó là đoạn trừ được hẳn năm hạ phần kiết sử, và bậc thánh a la hán thì đoạn trừ được tất cả 10 điều kiết sử. Như vậy nếu mà ở đây nó động lực đó, là động lực sân, tức là tâm sân xảy ra ở trong trường hợp này, thì trong tám hạng người mà cái lộ trình tâm thứ nhất, lộ trình tâm thứ hai xảy ra đó, thì lộ trình tâm thứ ba này nó phải bỏ hai hạng người, đó là bậc thánh a na hàm và bậc thánh a la hán, vì hai hạng người này không có tâm sân, cho nên lộ trình tâm này không xảy ra được. Thì chỉ còn lại đó là cái đó làm xét về tâm sân. Xét lại về tâm sân thì chúng ta thấy là còn lại là sáu hạng người. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về tâm tục sinh á, tại cái lộ trình tâm này á, nãy nó có điều kiện, đó là tục sinh nó là bằng tâm thọ hỷ. Mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ á, nó chỉ có là bốn tâm đại quả thọ hỷ, trong đó là có hai tâm đại quả thọ hỷ ly trí và hai tâm đại quả thọ hỷ hợp trí. Hai tâm thọ hỷ mà ly trí nó làm việc tục sinh cho hạng người nhị nhân, còn hạng người khổ với người lạc vô nhân là không được, cho nên là nó chỉ làm việc tục sinh cho hạng người nhị nhân. Rồi hai tâm đại quả mà hợp trí, thọ hỷ hợp trí, nó làm việc tục sinh cho người tam nhân, rồi cho cả bậc thánh tu đà bờ và bậc thánh tư đà hàm. Cho nên nếu mình xét về tâm tục sinh thì lộ trình tâm này nó chỉ còn lại đó là bốn hàng người, tức là người nhị nhân, người tam nhân, bậc thánh tu đà vàng và bậc thánh tư đà hàm.
À, chỉ còn lại bốn hạng người, chỉ diễn ra ở bốn hạng người. Chúng ta học làm sao mà chúng ta nhìn các lộ trình tâm đó mà chúng ta có thể nói được hết. Cái phần này là sư chỉ ghi chú thêm cho các tử nào mình chưa nắm kịp thôi. Nhưng về khi mà chúng ta học xong, chúng ta vẽ lại các lộ trình tâm đó, đó tự mình phải tính cho được, đó là chặng tâm, tâm lộ, các thứ tâm diễn ra ở mỗi một lộ trình tâm, rồi các thứ tâm tổng quát xảy ra ở các lộ trình tâm. Phải tính cho được hạng người và tính cho được cõi, chỉ nhìn các lộ trình tâm đó thôi. À. Thì ở đây mình có lộ trình tâm thứ nhất và lộ trình tâm thứ hai xảy ra ở tám hàng người, đó là bốn phàm và bốn thánh quả. Lộ trình tâm thứ ba xảy ra ở bốn hàng người là người nhị nhân, người tam nhân, người sơ quả và người nhị quả, hay là tu đồ hoàn và tư đà hàng ha. À, tư đồ hoàn quả và tư đà hàm quả, tu đà vần quả và dự lưu quả và an hàm quả, an hàm quả, rồi cõi. Giờ cái lộ trình tâm thứ nhất á, vì nó có na cảnh, có na cảnh, cho nên nó chỉ xảy ra đó là ở 11 cõi dục giới. À, có là cảnh chỉ có 11 cõi dục giới thôi nó mới có cảnh dư. À, có trường hợp hưởng cảnh dư. Cho nên là lộ trình tâm thứ nhất thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi. Lộ trình tâm thứ hai á, chất động lực. Thì nếu mà tổng quát thì nó có 26 cõi ngũ uẩn. Nó trừ ra là 4 cõi vô sắc và cõi vô tưởng. Nhớ ha, lộ trình tâm ngũ môn thì nó chỉ xảy ra ở cõi có sắc, chấm vô sắc thì nó có ngũ môn, nó chỉ có y môn thôi, cho nên bỏ ra cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc và cõi vô tưởng. Nhưng mà nếu mà chi tiết á, 26 cõi thì nó chỉ xảy ra đối với trường hợp là nhãn và nhĩ thôi, nhãn thức và nhĩ thức thôi. Còn tỷ thì thân á, tức là trong trường hợp mà một trong năm thức này nó là thiệt, tỷ thức, thiệt thức và thân thức á, thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. Là vì ở cõi phạm thiên á, tức là ở cõi sắc giới á, phạm thiên sắc giới á, là tỷ thức, thiệt thức và thân thức á, nó có làm việc. À, nó chỉ có là nhãn thức và nhĩ thức thôi, tức là phạm thiên ở cõi sắc giới á, họ chỉ nghe, họ chỉ thấy bằng nghe thôi. Còn cái ngửi, nếm và đụng thì họ không có cảm giác, là không có thức đó. À, cái thức đó nó không có làm việc. Thì đó là ở lộ trình tâm thứ hai. Ở lộ trình tâm thứ ba đó là hồi nãy đó là mình cái điều kiện của nó. Ở lộ trình tâm, thường cái lộ trình tâm thứ ba này, nếu mà chúng ta có tính cái gì liên quan đến lộ trình tâm thứ ba, chúng ta phải nhớ cho được ba cái điều kiện của nó thì mới được. Ở lộ trình tâm thứ ba này, hồi nãy cái điều kiện của nó là tục sinh bằng tâm thọ hỷ mà ở cõi vui dục giới. Thì khi mà nói có dục giới á, thì nó có 11 cõi, mà nếu mà cõi vui dục giới á, thì nó phải bỏ ra 4 cõi khổ, cho nên nó chỉ còn lại là 7 cõi vui dục giới, đó là cõi người và 6 cõi trời. Nên lộ trình năm thứ 3 này thì nó chỉ xảy ra ở 7 cõi. À, ở 7 cõi. Đây là lộ trình tâm thứ nhất xảy ra ở 11 cõi dục giới. Lộ trình tâm thứ hai xảy ra ở 26 cõi ngũ uẩn. Nhưng mà trong này thì mình phải phân tích giống sư nói lúc nãy. 26 cõi là chỉ đối với trường hợp nhãn nhĩ thôi. Còn tỷ thiệt thân thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. Lộ trình tâm thứ ba thì xảy ra ở 7 cõi vui dục giới.
Rồi đó là phần bài học đầu tiên liên quan đến lộ trình tâm ngũ môn, đề cập về lộ trình tâm ngũ môn mà cảnh rất lớn. Rồi chúng ta kết thúc bài học ở đây ha. Xin mời cô Phúc Vịt. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ trình tâm ngũ môn cảnh rất lớn ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong rơm hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha Javamatha Dewa Naga Mahitika Punyam no anumodan tu chirang rakhan tu sasanam akasatha japamatha dewa nagamahitika punyam no anumodan tu chirang rakhan tu no karo akasatha japamatha dewa nagamahitika punyam no anumodan tu chirang rakhan tu nyatayo akasatha japamatha dewa nagamahitika punyam no anumodan tu chirang rakhan tu panino akasatha japamatha dewa nagamahitika punyam no anumodan tu chirang rakhan tu no sada idang watano punyam asawa khaya wahang ho tu anagate kale sadhu sadhu sadhu. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc sư Tinh Tuệ, dạ con kính chúc quý sư, quý cô tu nữ và các bạn đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID này. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Kính tri ân sư. Kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Hôm nay ạ. Kính tri ân sư, kính âm chính sức khỏe ạ. Dạ, cảm ơn.